Hello các bạn, chào mừng các bạn quay kênh YouTube của kênh Nam Vlog của mình ha. Thì hôm nay mình làm cái chủ đề này để mình nói rõ và giải thích cho một số bạn. Tại vì có một số bạn á có hay comment trên kênh mình hỏi là tại mình có thù hằn với Ford, với hãng Ford, hãng xe Ford hay sao. Đó, tại vì thấy mình hay có làm một số clip mà mình hay bóc phốt, mình chê Ford, hãng xe Ford, mà trong khi mình đang chạy xe Ford luôn. Thì mình cũng xin trả lời với bạn đó là mình không có thù thằng Ford, mà mình chỉ xem thường nó, thằng Ford thôi các bạn. Có nghĩa là mình xem thường thằng Ford thôi chứ mình không thù nó. Tại sao mà mình có một cái suy nghĩ như thế? Và nhiều bạn cũng nói mình là mình có một suy nghĩ tiêu cực, tiêu cực về thằng Ford. Có nghĩa là nên hay hễ cái gì của thằng Ford mình hay chê. Thì nó cái gì cũng vậy, nó có phải có cái đi nó đi phải nói lại, nó đều có nguyên nhân của nó cả. Thì nói về dòng xe Ford á, là trước đó khoảng năm 95, 96, 97, 98, 99 gì đó, thì lúc đó trong gia đình nhà mình á, thì các chú nhà mình á, cũng đã dùng cái Ford rồi. Thì thời đó các chú mình chạy Ford, đúng là mình thấy nó cũng tốt thật. Rồi đến cái giai đoạn mình thì bắt đầu cái chiếc Ford này đầu tiên của cái lứa của mình nha. Lứa trước mình thì có mấy chú mình thì có xài Ford rồi, thì mình thấy mình là chiếc này đầu tiên là 2014, chiếc Ford đầu tiên. Đến 2015 cũng mua thêm một chiếc nữa là chiếc Wildtrak. Đến 2016 cũng chưa mua một chiếc nữa là chiếc quay sát chắc luôn. Thì cái chiếc 2015 á, thì chạy đúng một năm á, thì bán rồi. Nó bị tí nữa mình kể các bạn nghe tại sao mà có lý do. Thì lúc mà mới mua xe á, thì gia đình mình á, đều bảo dưỡng định kỳ trong hãng đầy đủ hết các bạn. Thừa biết luôn. Tại vì là nếu mà mình không bảo dưỡng định kỳ á, thì lỡ may mà xe nó có vấn đề gì á, thì thường là hãng nó sẽ quy trách nhiệm là do mình không chịu bảo dưỡng trong nó. Do đó mình biết là cái chi phí mỗi lần thay bảo dưỡng trong đó, nó thay này thay kia, nó cứ đòi thay rất là nhiều. Mình cũng đồng ý luôn. Nhưng mà đến lúc bắt đầu á, cái xe mình nó bị hai cái này, mà mình cảm thấy nó bất mãn với cái chính sách bảo hành của Ford nè. Cái xe của mình là nó bị lỗi xượng số. Lỗi xượng số là sao? Lỗi xượng số tại vì xe mình là xe XLT, cái trái trước này à, trước này luôn nha. Là XLT 2014 là số sàn 2 cầu 2.2. Thì nó bị xượng số, có nghĩa là mình sang số nó hay bị giật. Từ số 1 lên số 2 cũng bị giật. Mà từ số 3 lên số 4 á, thì nó vô nó hơi khó. Đó. Tại sao nó vơi khó? Vô khó bởi vì là cái bánh răng của nó khi nó thiết kế á, nó gia công chi tiết hàng loạt. Từ các số khi gắn ráp vào nó phải ăn khớp với nhau. Thì nó mới vô số mới ngọt ngào được. Còn đây á, nó gia công chi tiết những cái bánh răng này nè, nó không có khớp nhau. Tại một cái chi tiết này từ một chỗ khác gia công, một cái chi tiết khác ở một cái phân xưởng khác gia công, thì sau đó nó ráp lại thì chắc chắn là nó sẽ bị lỗi. Thì trong trường hợp lỗi như thế á, là nó phải đổi cái hộp số khác cho khách hàng. Nhưng mà ở đây là Ford là không có các bạn. Bản thân lúc mà mình nhận xe, cái nhân viên sale á, mình không trách nhân viên sale cũng là người Việt Nam, mình cũng là người làm công ăn lương thôi, mình không trách nhân viên sale. Nhân viên sale lúc mà bàn giao xe cho mình á, mà đánh xe từ trong ga trong cái showroom, trong cái góc mà gara ra để bàn giao xe cho mình á, thì mình ngồi bên trái, cậu đó ngồi lại ghế tài, cậu đó vô số 1. Sau đó cậu đó chuyển sang số 2 thì chuyển không được, cứng ngắc à. Xong rồi cậu đó tưởng là bị bể hộp số luôn, bị sao á. Cậu mới dừng lại rồi cậu đó vô luôn số 2.
Vô lớn số 2 thì lúc mà bàn giao cho mình á, là cậu đó mới nói với mình á, là thôi sau này á, anh chạy á, thì anh để ba số 2 luôn, anh đừng bề ba số 1, bởi vì từ anh để ba số 1 vô xong đến lúc anh tăng tốc tăng số lên số 2 nó rất là khó. Thì lúc đó mình cũng chưa hình dung được là nó bị lỗi. Cái cậu nhân viên sale đó nghĩ rồi, cậu đã biết là cái sự luôn lẹo của Ford, nên cậu đó nghĩ rồi, không làm sale cho Ford đó, cậu đó qua một hàng khác làm rồi. Thì lúc mình về á, thì mình mới thấy mình trước đó mình cũng chạy xe số sàn nhiều rồi, mà tại sao cái xe này nó hộp số nó kỳ quá. Mỗi lần mà từ số 1 lên số 2 là vô rất là khó, nó cứng không vô được, nó giật rồi. Mà vô được thì nó cũng giật số, nó giật, nó không có êm được. Thì mình mới lấy xe của mấy thằng bạn mình, chiếc khác, mình chạy thử thì mấy chiếc khác lại không bị. Mình mới gọi điện cho bên thằng Ford Việt Nam, gửi mail này nọ mình thông báo. Thì nó nói là mình mang xe lại vô trong đại lý ủy quyền. Thì hồi đó mình mang vô lại đại lý ủy quyền là thằng City Ford Bình Triệu. Lúc mình mang vô đại lý ủy quyền City Ford Bình Triệu á, thì nó cũng lấy ra biểu xem lại cái coi cái cần số có bị kẹt chỗ nào không này nọ. Thực ra cái cách thức mà nó nói như vậy, nó làm như vậy để là nó trấn an mình thôi, chứ không phải mục đích là để nó khắc phục được cái lỗi. Bởi vì cái lỗi này á, chỉ có nhà máy nó cho mình cái hộp số mới gắn vào thì mới bị mới hết. Còn mà tháo ra vệ sinh này vệ sinh kia nó không có tác dụng. Tại vì nó là lỗi về gia công cơ khí mà các bạn. Gia công cơ khí mà ai mà sửa được, đúng không? Đâu có sửa được. Rồi cuối cùng cũng nói thôi thông cảm, anh cứ chịu khó mỗi lần đề ba chạy anh đừng có vô số 2. Giống như mình là mỗi lần đề ba đâu chạy số 2 được, đâu chạy số 1 đâu, lần đề ba số 2. Thì khi mà mình không chở nặng hàng á thì mình đề về ba số 2 luôn được. Nhưng mà khi mình chạy nặng hàng, mình chở hàng nhiều mà mình bắt mình đề ba luôn số 2 làm sao mà đề ba sao mà xe nó kéo nổi các bạn. Mình đi không có tải. Ok, mình đề ba lên số 2 được. Nhưng mà mình đang lên cái cầu Long Thành, mình đề ba số 2 mình sao mà lên được. Phải đề ba số 1. Mà đề ba số 1 thì bắt buộc mình phải tăng tốc lên số 2 rồi lên số 3 số 4. Thì từ số 1 mà chuyển qua số 2 là bị giật số, rất là khó chịu. Vô rất là khó chịu. Lúc đó mình biết được rồi. Mình gọi điện cho Ford Việt Nam, Ford Man nó cũng cù cưa, nó cũng cứ mang vô trong bảo thứ hành, cứ mang trong bảo hành. Bảo hành mà không chịu thay hộp số mới cho người ta thì bảo hành cái gì? Cứ mang qua mỗi lần mình mang xe vô là phải để lại mất cả 1-2-3 ngày rồi, cũng rất là tốn thời gian của mình, chi phí đi lại của mình, tốn công ăn việc làm của mình. Rồi là mình biết rồi, thằng này là thằng luôn lẹo rồi, không chơi được. Tiếp tục mình cho qua luôn cái hộp số, chấp nhận bấm bụng luôn, vẫn vào trong nó đi bảo hành định kỳ, bảo dưỡng định kỳ, thay nhớt, thay đồ đủ nha các bạn. Thì bắt đầu được một năm, hơn năm á, là phát sinh thêm cái nút dừng của khẩn cấp, tín hiệu khẩn cấp hazard đó. Thì nhấn vào nó không ăn, lúc được lúc không. Mỗi lần mà thường mình lùi xe hay mình dừng đổ xe thì mình hay bật cái hazard lên để cảnh báo lên đó các bạn. Bấm vào nó không ăn. Mình mang vô trong đại lý là lúc đó là thằng City Ford để bảo hành. Thì nó mang ra nó vệ sinh rồi cũng không hết. Mà nó cũng đại lý ghi nhận là lỗi luôn. Nhưng mà nó không có chịu thay mới cho mình. Rồi mình cũng làm ầm lên là mình quay đôi video clip, mình đăng lên YouTube, mình nói là cái bộ hazard bị lỗi trong khi xe đang còn trong bảo hành. Mà thằng Ford Việt Nam á, thì lúc đó không biết là chim lợn của thằng Ford, nó vô comment nó nói ai biểu ông chạy xe mà ông nhấn nhiều quá làm chi. Cái xe bây giờ cái nút khẩn cấp thì có việc phải nhấn, chứ không nhấn thì làm sao gọi là cái xe. Nói chung là nó nói chuyện mắc cười lắm. Rồi cuối cùng nó vẫn chấp nhận bảo hành cho mình. Nó nói nó thay cho mình bộ mới. Ok. Đến lúc nó thay cho mình bộ mới, nhưng thực ra không phải bộ mới, mà cái bộ đó lại là cái bộ hư của cái khách hàng khác.
cũng khiếu nại giống mình, rồi nó sửa chữa cái bộ đó, nó lại ráp cho mình là nó thay cho mình bộ thứ hai, bộ đầu theo xe bộ thứ hai được 4-5 ngày, rồi cuối cùng lại cái bộ thứ hai bị tiếp, tại bản chất cái bộ thứ hai là không phải bộ mới các bạn. Rồi tiếp tục chạy được đâu mấy tháng, thay được mấy ngày là bị bộ thai, xong nó gắn cho mình, nó nói là nó thay cho mình bộ thứ ba. Bộ thứ ba chạy được đúng 4-5 tháng lại bị tiếp. Ai ngờ bộ thứ ba cũng là cái bộ hư các bạn, nó sửa lại. Rồi cuối cùng á, mục đích của nó là gì các bạn biết không? Là nó kéo dài, kéo dê cho mình hết cái mức bảo hành là 100.000 cây số. Tại vì hết 100.000 cây số là mình không, nó không sẽ không bảo hành và bắt buộc mình phải bỏ tiền ra mình thay mới. Và lúc đó hết 100.000 cây số là mình phải bỏ ra 12 triệu đồng để mình thay cái bộ hát ra mới. Bởi vì cái thằng Ford này nè, nó thiết kế mắc cười lắm. Trên nguyên cái bộ hát ra chỉ cần hư một công tắc thôi là không có vụ mà không có kiểu mà thay một công tắc đâu, mà bắt buộc á thay nguyên cụm hát ra 12 triệu đồng, phải bấm bụng bỏ ra 12 triệu đồng thay. Từ đó đến giờ không còn bị nữa. Có nghĩa là gì? Nó lấy một cái bộ hư lỗi của người khác, nó ráp cho mình, nó nói là thay bộ mới để gì, nó chấn an mình. Đó. Từ đó mình biết được là các con người mà cái tư tưởng kinh doanh của tụi nó là cái tụi luôn lươn lẹo các bạn ha. Mặc dù mỗi lần mình vô trong đó, trong hạn 100.000 cây đầu tiên, mình luôn vô bảo dưỡng bẩu, chỉ định kỳ đầy đủ hết, nó thay này thay kia một lần, nó đưa cái hóa đơn cho bạn xem là ít nhất cũng khoảng 4-5 triệu đồng trên một lần bảo dưỡng, mà nhiều nhất là lên 14-15 triệu đồng. Mình chấp nhận cho nó thay để làm gì? Để cái này thay kia, thực ra thay phụ tùng để làm gì? Để những cái đó, để hy vọng những cái nằm trong cái danh mục được bảo hành của mình nó sẽ bảo hành, nhưng thực tế nó không bảo hành nha các bạn. Bản chất của tụi nó là vậy. Do đó từ lúc mà hết 100.000 cây đến bây giờ là gần 200.000 cây nè, mình chẳng tốn đồng bạc nào nhiều, không đáng để mà sửa xe thay này thay kia, tự mình làm hết luôn các bạn. Mang ra ngoài những cái chỗ nào mình quen biết, mình order phụ tùng mình làm đó. Do đó mình còn cái chiếc thứ hai là bán rồi. Chiếc thứ hai là thằng em mình chạy là quay chất số tự động đời 2015, mua sau chiếc này 1 năm. Thì cái chiếc đó, nói thật các bạn, vô số mỗi lần mà nó tại vì số tự động mà mỗi lần nó sang số nó cứ giật vậy đó, rất là tệ cực kỳ luôn. Thằng Ford không hiểu sao nó thiết kế cái đúng là option rất là nhiều các bạn, option nhiều lắm nhưng mà mình chả bao giờ mà sử dụng trong thực tế. Nó chỉ phù hợp cho những ai mà làm clip review về xe khoe mẻ thôi, chứ còn khi mà ứng dụng những cái option đó trong thực tế nó chẳng có. Tại vì trong option thực tế khi mình lưu thông á, trong cái đường xá của thành phố hay các nơi, bạn thấy không, mình chẳng thể nào áp dụng được cái option đó. Ví dụ canh giữ làn đường, tránh lệch làn, hay là void control, hay là cruise control, những cái thứ đó mình không thể áp dụng được trong một cái thực tế đó, nên á bị đánh vào option. Nhưng mà cái trái tim của một chiếc xe là động cơ hộp số thì lại rất là tệ. Chiếc xe thứ hai là Whitechuck đời 2015 là chạy đúng 1 năm, tới 2016 là bị bán. Tại vì thằng em mình á, cái xe nó bị bục két nước làm mát, không biết cái chất liệu vật liệu nó gia công, tại vì trước thằng em mình nó chạy nó gia công kiểu gì mà nó bục két nước, nó xì két nước mà thằng nó nóng máy. Thằng em mình kịp tấp vô lề, dừng máy tấp vô lề trên cao tốc luôn, kêu cứu hộ, mà cuối cùng máy vẫn bị bó các bạn, vẫn bị bó máy làm lại đâu hết 90 mấy đến 100 mấy chục triệu gì đó. Tại lúc cái xe hồi đó ra là mua cũng 900 mấy chục triệu, gần tỷ gì đó thời điểm đó. Rồi cuối cùng á,
sau khi nó làm lại cái lốp bê, làm lại máy xong nó bán luôn, nó xe rẻ có 300 triệu bán luôn các bạn, trong vòng một năm, xài đúng trong vòng một năm nha, nó bán luôn. Còn cái trước, nhưng mà lúc đó là mình vẫn vẫn chưa ngộ ra được những cái kiểu thằng phò đâu các bạn. Đến chiếc thứ ba là chiếc Wajak của 2016 là ông anh đang chạy á, rồi nó cũng nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm, nên thôi 3.2 á, qua trong 3.2 à đó, nên thôi sau này mình không không có chơi nữa, đó là lý do nha các bạn. Rồi mình làm clip mình chia sẻ như thế thôi, có nghĩa là xe lỗi thì gì không ai mong muốn, nhưng mà khi lỗi diễn ra thì thường là không bao giờ nó giải quyết cái cho khách hàng, cái quyền lợi của khách hàng. Đó. Đó là cái mà mình ghét ha, mình khinh thường nha, mình không thù mà mình khinh thường. Rồi ok, mình làm clip như vậy thôi để mình chia sẻ cho anh em biết thôi, lý do tại sao thôi nha.